Sắp đến mùa lễ hội, những mẫu nail Halloween đã dần cập bến nhà Minh Đen rồi nha. Nền móng các bạn có thể tùy ý lựa chọn. Ở đây Minh Đen dùng nền móng ombre mô phỏng cảnh hoàng hôn, dùng treo vẽ màu đen để vẽ một thảm cỏ, vài cây thập giá, và ở giữa là một con bồ nhìn kinh dị có đôi mắt phát sáng. Các bạn hãy cùng xem video để xem Minh Đen thực hiện mẫu vẽ này nha. Minh Đen chúc các bạn sẽ vẽ ra được nhiều mẫu kinh dị khác nữa trong mùa lễ hội nhé. Minh Đen xin chào và hẹn gặp lại các bạn vào những video sau.